Sáng ngày 7 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hoàng Mai nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Tại siêu thị Mega Market, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, ra soát hồ sơ cũng như các sản phẩm của siêu thị. Tại thời điểm kiểm tra, siêu thị Mega Market đã cung cấp hợp đồng hóa đơn nhập thực phẩm của một số sản phẩm, xuất trình giấy kinh doanh, giấy chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm. Vâng, đến thời điểm hiện tại thì 4 đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã đồng loạt ra quân trong thời gian qua. Thì chúng tôi cũng đã đi kiểm tra được 80% các cái ban chỉ đạo của quận huyện thị xã. Và qua phần kiểm tra thì chúng tôi cũng đi kiểm tra mỗi một quận huyện thị xã, chúng tôi đi từ 1 đến 2 cơ sở. Để qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng phối hợp với ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của quận huyện để kiểm tra các cái cơ sở. Trong quá trình kiểm tra thì những cái cơ sở mà chúng tôi cũng có những cơ sở chúng tôi đã đình chỉ và nhiều cơ sở chúng tôi đã phạt những cái lỗi vi phạm, chủ yếu là những cái lỗi là cơ sở tham gia chế biến thực phẩm và cũng không đảm bảo các cái yêu cầu về an toàn thực phẩm thì chúng tôi đình chỉ. Còn những cái cơ sở mà lỗi do nhà người tham gia chế biến chưa được tập huấn hoặc là người tham gia chế biến không tuân thủ các cái quy trình như là vẫn còn không mặc các cái áo bảo hộ hoặc là vẫn còn đeo đồ trang sức thì chúng tôi cũng nhắc nhở và xử lý vi phạm. Theo nhận xét của đoàn kiểm tra, siêu thị Mega Market rộng thoáng, các mặt hàng bày bán riêng biệt, sắp xếp các ngành hàng ngăn nắp, có các biển chỉ dẫn. Nhân viên siêu thị cũng thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của các mặt hàng sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm. Những sản phẩm hết hạn sử dụng sẽ được chuyển tới kho để tiến hành tiêu hủy. Đoàn đã kiểm tra kho hủy hàng hết hạn sử dụng của siêu thị và đánh giá cao công tác phân loại, tiêu hủy và kiểm tra thường xuyên hạn sử dụng của các mặt hàng bày bán trong siêu thị. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng lưu ý siêu thị cần bổ sung thêm một số giấy tờ còn thiếu. Ngay sau buổi kiểm tra thực tế tại siêu thị Mega Market, đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, thời gian qua, quận đã tích cực tuyên truyền về phòng chống ngộ độc thực phẩm, chỉ đạo các trường học có tổ chức ăn bán trú, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Cái công tác tuyên truyền không chỉ là cái phát động mà chúng tôi cũng đa dạng hình thức, rồi tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin của quận như cổng thông tin điện tử, rồi trang thông tin điện tử của các phường, rồi thông qua các cái sinh hoạt của các mặt trận tổ quốc, của các đoàn thể. Rồi chúng tôi cũng đặt vấn đề với ban tuyên giáo quận ủy trong vấn đề là đưa vào các cái bản tin nội bộ để trên cơ sở đó các cái thông tin liên quan đến công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm để chuyển thông tin tới các chi bộ, lãnh đạo khu dân cư, tổ dân phố và từ đó làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân. Đồng chí Đặng Thanh Phong, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong thời gian tới, quận tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phổ biến kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong năm 2024.